Tôi tên là Đỗ Thị Thu, năm nay 52 tuổi, đến từ quê hương Bảo Lộc, Lâm Đồng. Dạ, xin mời chị ạ. Dạ, xin chào MC ạ, em tên là Võ Thị Trúc Thanh ạ, hôm nay con 30 tuổi, dạ 30 đến từ tuổi. Đà Lạt. Chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ, được 2 năm 9 tháng rồi chị, em kết hôn hồi tháng 9 năm 2016. À, mình chắc có em bé rồi chứ hả? Dạ, có một bé gái 13 tháng rồi. À. Cái lần đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình đó, cô nhớ điều gì ấn tượng với nó không? Lần đầu tiên á thì lúc đó con nó đi học đại học mà năm thứ nhì á, cái năm 2009 á thì có dắt bạn gái về là đây là con dâu hiện tại á. Thì lúc đó con dâu á mới có 19 20 tuổi, nhìn cũng trắng trẻo dễ thương lắm, mà nói thì nhỏ nhẹ rất là nhỏ. Mà ngày đó ngày Tết nữa, ngày Tết gia đình á bên ngoại tới chơi đông lắm. Dạ. Thì thấy con dâu rất là ngại bẽn lẽn cũng tội, nói chung là hồi đó mới tới lần đầu mà. Nên mình cũng tâm lý, chỉ nói sơ sơ hỏi chuyện vài câu thôi. Nhưng mà nói chung mấy mẫu mà cậu mới mở ở nhà tấn công bé dữ quá. Bắt đầu giữ lại, bắt xuống nấu ăn, làm việc nhà bếp, nấu ăn với gia đình. Mấy chục người ăn, nấu xong rồi. Ăn uống xong bắt bé dọn dẹp, dọn rửa hết, chén bát. Còn cả nhà kéo lên nhà bà chị gái hát karaoke chơi. Trời mình ơi. Nó lo hết luôn. Rồi giao ở nhà rồi chơi, kêu lên không lên nữa, ngại á. Nói chung là dưới dọn gì một mình con hết. Dạ không, có em chồng phụ nữa, có đứa em gái nữa. Nói vậy cũng tốt, lần đầu thì ấn tượng cũng đẹp rồi ha. Còn cái lần đầu đó thì không biết cảm xúc của mình đối với mẹ chồng là như thế nào ha? Dạ thì lần đó là gặp mẹ xong rồi, tại vì nhà mẹ đông lắm, xong rồi mình cũng thấy sợ. Lần đầu thì thấy mẹ cũng hiền, mẹ tâm lý lắm. Thì mẹ hỏi là con tên gì, nhà ở đâu, rồi có mấy anh em, rồi con đạo Phật hay là đạo gì. Rồi mẹ có hỏi, thì mình thấy mẹ cũng tâm lý mà cũng hiền. Tại vì lúc đó em cũng ít nói, thì mẹ cứ hỏi thì mình trả lời thôi. Thì sau đó bao lâu thì hai vợ chồng lấy nhau? Dạ, khoảng 8-9 năm gì đó thì hai vợ chồng mới lấy nhau. Lâu vậy đó hả? Dạ, đúng rồi. Rồi lấy nhau về làm dâu như thế nào hả cô? Nói chung á là mình cũng có tình thương với con dâu ngay từ đầu. Nên là ngày đầu làm dâu á thì thấy con dâu nó thức đêm rồi, mình thấy nó tội rồi, sáng dậy á, cái thói quen á là mình phải dậy sớm. Mình 5 giờ là dậy tập thể dục rồi, và vận động nó quen rồi. Dậy làm nhỏ nhẹ đâu có làm gì đâu, mà sao nó cũng lén lén nó dậy. Nó dậy thôi, con dậy làm gì sớm vậy con? Thì con cứ ngủ đi chứ má dậy kệ má chứ. Dạ thôi để con dậy phụ má, con quét dọn con làm việc. Thế là cũng dọn dẹp chén bát, nói chung ngày mới đám cưới xong mà bề bộn rồi quét nhà rồi dọn xong hết. Đến giờ ăn á thì mình nói để cho con dâu nó thoải mái, nói là thôi con về đây con cứ thoải mái đi, giống như bình thường con cứ ngủ, má dậy mà kệ má, tại vì cái tính má là má không có ngủ nướng được thì má dậy, còn con cứ ngủ thoải mái rồi khi nào thích dậy thì dậy. Thế là con dâu cũng rất là ngoan, ngày hôm sau là nghe lời dậy thẳng tới 9 giờ dậy. Là nói chung là cũng thật thà mà cũng ngoan. Vậy mốt cô nói con rảnh con mệt con ngủ luôn tới chiều cũng được. Cái lúc dậy vô bếp má, má nấu gì ăn sáng để con nấu. Nó thôi giờ nấu gì nữa con ăn gì con ăn đi chứ giờ gần trưa thì nấu gì. À. Ngày đầu làm dâu con sợ điều gì không? Dạ ngày đầu thì cũng sợ, tại vì lúc đó mới về làm dâu xong rồi bữa sau á, xong rồi hai má con nói chuyện thì má có căn dặn là nếu mà sau này mà hai vợ chồng mà có cãi nhau hay gì thì tuyệt đối không được bỏ về nhà mẹ con, nếu như mà bỏ về luôn thì má không có chấp nhận. Rồi má cũng có dặn là việc nhà á, thì nếu mà có hai má con ở nhà á, thì má sẽ làm cho con thì sao cũng được, nhưng mà nếu như mà có người ngoài rồi thì con phải làm cho má. Thì thấy má mình có vẻ khắt khe, không có hiền như lúc mà mình còn quen anh nữa. Lúc về nó có giống vậy không hay là Dạ dễ không, hơn? lúc về thì má dễ hơn. À, lúc đầu răng đe thôi Dạ đúng rồi. À, nhưng mà hai mẹ con hợp nhau những gì khi về làm dâu? Dạ, hợp thì chắc là hợp về ăn uống, tại vì mình rất là thích, con rất là thích cái mấy cái món mà mẹ con kho như là cá kho hay là thịt kho, là hai bên gia đình cũng là người miền Trung mà, nên là hợp nhất là về ăn uống. Làm đẹp có hợp không? Quần áo có đẹp hợp không? Nói chung là hợp cũng nhiều. Là con dâu á nó cũng giống mình, cái tính là đơn giản dị thôi. Chung là đi đâu cũng không có phấn son lè lè, không bao giờ mà sơn móng tay móng chân móng đồ gì hết đó. Công việc làm á là làm một quản lý của một nhà hàng, mà lại đến lúc đi bữa đi đám cưới hay đi đâu má má mới có khi son không, cho con mượn là tự nhiên mình cảm động ghê luôn. Mình nghĩ chỉ có một cây son cái mất con là mất, cái không có cây son thứ hai á, là mình thấy dễ nó thương giản dị mà nó rất là dễ dạ. thương ở cái chỗ đó. Cũng giống mẹ, cái tính nữa là hay quên, hay hậu đậu, cũng rất là hậu đậu nữa. Hậu đậu sao cô? Thì có lần như thế này nè, mà kể con đừng buồn má, thì giờ má kể cho vui thôi. Trước khi đi chợ cứ vô trong phòng thay đồ, vô mới có 2-3 phút, 1-2 phút rồi nghe cái đùng một phát, cái
Ui da má ơi, đau quá má ơi. Ui da, hỏi sao vậy con? Cái lật đật chạy vô thử cứ ui da đau quá. Hai cái chân sỏi vô một cái ống quần thì nó ngã cái đùng xuống là nó đau là đúng rồi. Trời ơi, rất là hậu đậu. Những cái chuyện gì mà không hợp nhau? Còn không hợp á thì có một cái như vậy nè, cũng tức cười mà cũng thương. Có lần á về làm dâu 2 năm chưa bao giờ nghe con dâu hát được, mà nhà thì có mối văn nghệ. Chồng nói em hát đi, em hát bài cho má nghe đi, em hát hay mà sao em không hát, má cứ để bị má biểu hát hoài vậy. Để anh bấm đi cho em hát cho má nghe coi. Nói thiệt cái mắt mới hai câu tôi cười, tôi bất cười quá tôi không chịu nổi, tôi đi ra ngoài sân tôi đứng. Mà nó càng hát tôi càng bất cười. Tôi cười riết một hồi nước mắt nó chảy xuống hồi nào không hay. Bởi vì sao? Nó hát cái bài con gái của mẹ. Tôi tự nhiên mình cảm động, mình thương nó quá. Thế là khóc mà nước mắt rơi, tôi cười mà nước mắt rơi. Không lại. Hợp nhưng mà mình lại thương. Hát lại đi. Không hợp nhưng mà mình không lại rất nhớ thương. Lời chị. Kệ hát nhưng một mà vài chắc câu là thôi. Hát hay okay. Hát hay lắm, chạm lên trái tim phải không? Không, nó hát y như là cái giọng ấy, giọng ai mà người ta banh nóc á. Sao giống mình vậy? Đó. Chưa biết ai hơn ai nha. Muốn nghe cái giọng hát thử coi nó làm sao. Hát vài câu đi con. Vài câu đi con, sợ gì đâu trời ơi. Cái bài đó con không có nhớ là đấy nó. Mẹ thường mẹ bảo thường con hơn gái đục trong. Mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng. 2, 3. Mẹ thường bảo con thân gái đục trong, mai kia mốt nọ con đi lấy chồng. Đọc mà còn không vô luôn á. Không biết thể thơ gì luôn á, thiệt á. À, nói chung là tinh thần văn nghệ không sao cả, nhưng mà với cái bài hát đó nó rất ý nghĩa, thành ra mẹ chồng rất là cảm động. Mặc dù lúc đầu cười nhưng mà càng nghe cái nội dung vậy thì phải đúng cảm rồi, ơn ông nhạc sĩ sáng tác. Đúng rồi. À, rồi sau đó thì còn những điều gì mà mình không có hợp nhau nữa? Có lần cũng buồn nó, nhưng mà chắc nó cũng không biết. Có lần là cưới về được gần 2-3 tháng gì á, lên ở Đà Lạt đó thì mang bầu. Thì mình mừng chưa kịp ấy thì nó lại cần chồng gọi về là vợ con bị động thai. Xong rồi cũng lo lắng quá, mà đỡ Bảo Lộc nó ở Đà Lạt. Hay là con đưa vợ con về Bảo Lộc đi. Có ba mẹ đẻ, ba mẹ chồng ở đây luôn. Mình thích vậy, nhưng mà nói rồi thì nhớ lại là có con em gái đang ở cùng. Mà con nó là nó sợ ma, con em thì rất là sợ ma, mà nó rất là nhát, mà nó rất là dễ xỉu nữa. Nó sợ ma là nó xỉu. Trời ơi. Nó ở nhà một mình là nó xỉu. Thì giật mình lại mới nhắc lại mới nói là ô vậy mà không được con ơi. Rồi em con sao? Không được, không được. Thế là thằng chồng nó thì cũng đang nói chuyện điện thoại, đang bực sao, nói má thiệt vợ con vậy mà không lo, còn đi lo cho em cho con đi. Thì chồng nó vậy, chắc nó nghe sao. Nó cũng buồn. Yeah. Thế là biểu đưa điện thoại má nói chuyện với vợ con. Nó không nghe. Nó không nghe điện thoại. Giận hả? Chắc là buồn giận gì đó, giận chắc má không? Sao là má không quan nè, tâm có nói đây nè, hỏi luôn đi. Giận phải không? Dạ không phải giận, mà ý là mình thì cũng không dám giận má, nhưng mà thật ra thì cũng buồn. Một phần là không nói chuyện được với má là vì lúc mình khóc quá nhiều rồi, thành ra là buồn quá không nói được, cảm thấy là mình không có quan trọng với má. Mà nếu như mà để anh dẫn về, chồng mà dẫn về nhà thì như vậy thì thấy phiền, thì thành ra là không muốn chồng dẫn về. Tới lúc đó mình cảm giác là đúng là má phải lo cho mình. Dạ đúng, đúng lo rồi, cần thiết. Dạ con gái ruột là sợ con gái xỉu mà không lo cho mình, đó là sự hiểu lầm thôi. Đúng, đúng. À, má nào muốn nghĩ như thế? Rồi có một cái xích mích nào nữa không? Dạ, thì có một lần là gần Tết á, thì má có nói là chuyện cúng kiến á, thì do hai vợ chồng con lo. Thì mình thì suy nghĩ của mình thì mình cũng nghĩ, lúc đó mình cũng không nghĩ tới. Thì má nói vậy thì mình nghĩ sao, mình cũng nói là thì đó là trách nhiệm của má, mà nếu như mà má lo thì hai vợ chồng con giờ chỉ có phụ má thôi, chứ không phải là trách nhiệm của con. Rồi mình không biết là mình nói như vậy vô tình làm má buồn, má khóc. Thì lúc đó chồng anh mới nóng tính, sao anh mới xách cái nồi cơm điện lên, mà lúc đó là không biết là anh đập cái nồi cơm điện hay là anh mất đập ở đầu mình nữa. Thì không mới thách là thì anh đập đi. Xong rồi lúc đó thì má cũng có la, má kêu là thôi con đừng có làm như vậy, ý là la chồng á. Thế là chồng bỏ đi làm. Lúc đó là như thế này nè, là nói chung là làm dâu mấy năm, nhưng mà con dâu thì lâu lâu nó mới về nhà mấy ngày, thì mình cứ bình thường mình không có cho nó nấu ăn nó uống vậy đó, mình nấu mình làm hết ra. Hồi giờ nó không bao giờ nó cãi mình cái gì á. Bữa đó tự nhiên nó lại cãi, nên là mình thấy cảm thấy buồn. Tự nhiên sao ngày xưa mình làm dâu đâu có dám trả treo với ba mẹ chồng như vậy. Thì lên mới đầu mới giải cho con dâu cũng, với con trai nó hiểu. Nó cũng vô tình à, thôi. Nó, thì đúng rồi. Dạ, dạ. Nhưng mà sau đó là mình lại buồn, buồn là buồn thằng con trai. Thế là nó lại an ủi lại mình, không có đâu má. Ảnh vậy á, chứ chiều về con nói chuyện là về là hết là không. Nhưng mà nó là nó sợ má buồn, nó sợ má buồn. Rồi bây giờ mình xem con trai cô với lại chồng của em nói điều gì nha. Thật sự thì một năm trở lại đây á, giữa mẹ mình và vợ mình cũng có một chút mâu thuẫn về cái phương pháp chăm sóc bé. Mẹ mình thì chăm sóc bé đa phần là dựa vào những cái kinh nghiệm từ xưa đến giờ. Còn vợ mình thì chăm sóc bé thì dựa vào sách, internet. Và giữa mẹ mình và vợ mình
không có được cái tiếng nói chung trong việc chăm sóc bé. Thì thông qua chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, mình cũng mong rằng mẹ mình có thể mở lòng hơn, lắng nghe thêm một chút để có thể thấu hiểu hơn về con cái và có thể nắm bắt được thêm những cái kiến thức mới, phương pháp mới. Còn về phần vợ mình mong rằng vợ mình hãy khéo léo hơn trong việc truyền đạt những cái thông tin mới, kiến thức mới để mẹ có thể nắm bắt một cách từ từ và áp dụng từng bước một, giúp mẹ mình và vợ mình có được cái phương pháp chung trong việc chăm sóc bé. Ngày hôm nay thì mẹ có muốn nàng dâu thay đổi điều gì hay không? Chỉ trông cho vợ chồng nó hạnh phúc, với hơn nữa là vẫn cứ giữ được cái nề nếp gia phong như vậy. Ví dụ như mình đã lỡ lời một lần thì sau này mình rút kinh nghiệm vậy thôi. Ngày hôm nay thì chị đến đây, điều gì chị muốn nói với mẹ nhất? Thì muốn nói với mẹ là ý là trong thời gian qua mà nếu mà vợ chồng con có làm gì cho má buồn á thì tụi con xin lỗi má. Thì chị mong là má là sống vui, sống khỏe với vợ chồng con và em bé. Thì con cũng mong một điều nhỏ là được má coi mình như con gái của má. Rồi, cảm ơn cô. Hai mẹ con ôm nhau thế nào? Chúc hai mẹ con thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Dạ, chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô và chị. Đây là chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino của công ty Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ do gia đình Việt. Và đây là máy sấy tóc đến từ thương hiệu Yakio. Và còn hai phần quà từ thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da One Today, gồm kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình ạ. Dạ.